Hello cả nhà mình nha. Thì mấy bữa nay thì Khanh đang ở bên châu Âu, đang đi du lịch. Thì thời tiết ở đây mặc dù là mùa hè nhưng mà thời tiết cũng khá là lạnh. Đối với lại Khanh là khá là lạnh đó, bởi vì nếu mà buổi tối thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 14 độ C, còn ban ngày thì sẽ rơi vào 18 đến 19 độ C. Thì đặc điểm thời tiết của vùng châu Âu sẽ là lạnh và khô, tức là dù Khanh dưỡng là nhiều cỡ nào luôn nhưng mà lát nữa là nó cũng khô queo hết luôn, kiểu giống như nó không có bị nóng ảnh như ở Việt Nam của mình ha. Thì bởi vậy nên Khanh có mang hai em dưỡng cấp ẩm đi của nhà La Bonita và Khanh sẽ review thử hai em này cho mọi người xem nha. La Bonita là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, có một cái vỏ hộp màu xanh rất là dễ thương như thế này. Hoàn toàn tất cả những sản phẩm của La Bonita thì đều chiết xuất từ tự nhiên nên đó là một trong những cái lý do mà Khanh rất là thích. Đầu tiên nhất là em serum La Bonita Vitan HA ha, tức là thành phần chính của nó sẽ là hyaluronic acid, thành phần của serum này sẽ là 1%. Thì đối với Khanh cái lượng mà 1% của HA là một cái lượng tương đối khá là tốt cho mình thoa để dưỡng, bởi vì nếu mà cái lượng mà cao hơn thì nó sẽ khá là đậm đặc, khó thấm được vào da nên thường thường mình sẽ dùng để tiêm, còn thấp hơn thì nó lại quá loãng, cho nên 1% là cái dạng mà để bôi thoa rất là tốt. Ngoài ra là cái serum HA này thì sẽ có chứa đến 7 phân tử HA với những cái kích thước khác nhau, cho nên nó sẽ làm tăng cái mức độ thấm giữa các tầng da khác nhau. Tại mọi người sẽ biết là kích thước lỗ chân lông á, nó sẽ to nhất ở bề mặt, sau đó nó sẽ nhỏ dần và xuống bên dưới có thể là nhỏ nhất, cho nên nó phải phù hợp với lại những cái kích thước phân tử khác nhau để nó có thể chui len lỏi vào trong da của mình được sâu hơn. Và mọi người sẽ thấy Khanh vừa thoa xong là sẽ thấm liền như thế này, không có để lại cái cảm giác bết rích trên da, cho nên cực kỳ thích luôn ha. Rồi em này thì thứ nhất là không mùi, hầu như là không mùi hết luôn, tất cả đều là dược mỹ phẩm, không mùi, không có hóa chất và hoàn toàn là tự nhiên, và có một cái màu xanh rất là mát mắt như thế này nên mình cũng khá là ưng. Thì khi mà mình đã dùng serum rồi, nếu mà mình chỉ dùng đơn độc không như thế này á, thì nó cũng dễ bị bay hơi nước đi, cho nên thông thường là Khanh sẽ khuyến khích là phải nên dùng thêm với lại một cái kem lót để mình khóa ẩm lại và tăng cường cái độ ẩm cao hơn. Thì Khanh cũng tiếp tục dùng cái dòng kem ẩm của nhà La Bonita luôn, thì nó cũng cùng dòng với lại em serum đó là Vitam HA. Mọi người sẽ xem bao bì cũng rất là dễ thương. Khanh sẽ nặng ra cho mọi người xem được chất kem ha. Chất kem thì sẽ có màu trắng hơi xanh nhẹ, nhẹ lắm nha, cực kỳ nhẹ. Thứ hai là cũng hầu như là không có phải mùi, mà nếu mà nhẹ mùi một xíu á, thì nó chỉ là cái mùi tự nhiên của cái chiết xuất của cái sản phẩm đó thôi, hầu như là không không có một cái mùi hóa học nào để mình quá khó chịu ha. Và Khanh sẽ miết như thế này. Thành phần của em cream này thì cũng tương tự như em serum, tức là cũng chứa 7 phân tử HA với những kích cỡ và kích thước khác nhau để tăng thấm đều vào trong da. Nhưng mà đối với lại em cream á, thì mọi người sẽ thấy nè, nó sẽ có cái độ dưỡng ẩm cao hơn rất là nhiều so với em serum. Như serum mình thoa lên mình miết á, thì sau đó là mình sẽ thấy gần như là tệt vào da hết luôn. Nhưng mà đối với lại em cream này á, thì lúc nào cũng sẽ có một cái màng mỏng ẩm trên da này của mình, nên khi mà mình thoa dưỡng á, mình sẽ cảm thấy á, là da rất là mướt, không có bị khô bề mặt. Cái thứ hai là rất là mát nha, cực kỳ thích cái chất kem này luôn, thoa lên kiểu như thanh mát dịu liền trên da của mình á, cho nên cảm giác rất là thích và lúc nào cũng sẽ có một cái màng ẩm như thế này đó. Đây, tất cả những sản phẩm của nhà La Bonita thì đều chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên, và đây cũng là một trong những hãng mỹ phẩm khá là uy tín nổi tiếng của Hàn Quốc. Thấy bạn bạn này bán rất là nhiều trên những cái thị trường thế giới rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên bạn về Việt Nam, cho nên các bạn có thể tham khảo để dùng thử nha. Bye bye mọi người.